trực tiếp những trường đại diện tại vòng bảng World Cup 2022. Vòng chung kết World Cup 2022 trên đất Qatar hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính với nhiều trận cầu đại chiến ngay từ vòng bảng. Vòng chung kết World Cup 2022 trên đất Qatar hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính với nhiều trận cầu đại chiến ngay từ vòng bảng. Đi Canada, 2 giờ ngày 24 tháng 11, VTV3, VTV Cần Thơ, mở màn cho chuỗi trận cầu tâm điểm ở vòng bảng có chính là màn so tài giữa đội tuyển Mỹ và Canada. Mỹ được đánh giá cao mạnh nhất tại bảng B với thế hệ già gồm những cái tên được cả thế giới biết đến như Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku. Cách đây 4 năm trên đất Nga, Mỹ giành được hạng ba chung cuộc. Đó là thành tích tốt nhất lịch sử đội bóng, nhưng điều này chỉ càng làm tăng thêm khao khát chinh phục ngôi vương của họ. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Canada trở lại với World Cup kể từ năm 1986, tức là cách đây 36 năm. Liệu Canada có thể làm nên bất ngờ trước Mỹ? Pháp, Đan Mạch, 23 giờ ngày 26 tháng 11, VTV2, VTV Cần Thơ. Đội tuyển Pháp đến Qatar với mục tiêu bảo vệ ngôi vương World Cup mà họ giành được trên đất Nga cách đây 4 năm. Với những gì đã và đang thể hiện, Pháp được dự đoán sẽ gặp thách thức lớn từ Đan Mạch. Trận đấu giữa hai đội giàu ngày 26 tháng 11 được xem như cuộc chiến tranh ngôi đầu bảng B, bởi cả hai được đánh giá cao hơn Australia và Tunisia. Argentina-Mexico, 2 giờ ngày 27 tháng 11, VTV3, VTV Cần Thơ. Argentina không chỉ được nhận định là đội bóng mạnh nhất bảng C, mà còn là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2022. Sự xuất sắc của Lionel Messi cùng các đồng đội chắc chắn sẽ khiến cho nhiều đối thủ của họ phải lo lắng. Tuy nhiên, Mexico vẫn luôn biết cách để chứng tỏ được rằng họ không phải là đối thủ dễ dàng bị bắt nạt, cho dù đó là Argentina. Tây Ban Nha Đức, 2 giờ ngày 28 tháng 11, VTV3, VTV Cần Thơ. Tây Ban Nha Đức, cuộc chiến không quan nhượng giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu và thế giới. Dù không có được thành tích tốt trong những năm gần đây, song những cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này luôn nhận được sự quan tâm rất lớn. Cả hai đều đang trong quá trình xây dựng lại với những gương mặt trẻ xuất sắc, đồng thời vẫn được xem là ứng viên cho danh hiệu vô địch. Bồ Đào Nha, Uruguay, 2 giờ ngày 29 tháng 11, VTV3, VTV Cần Thơ. Bảng H World Cup 2022 được dự báo khó lường với sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Uruguay, Hàn Quốc và Ghana. Tuy nhiên, màn chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Uruguay vẫn là tâm điểm của bảng đấu này. Bồ Đào Nha đang có trong đội hình những ngôi sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Bruno Bernardo Silva đang rất khát khao bước lên đỉnh vinh quang. Trong khi đó, Uruguay cũng có trong đội hình nhiều ngôi sao như Federico Valverde, Ronaldo và tiền đạo Darwin Núñez, cùng với đó là những cựu binh như Diego Godin, Luis Suarez hay Edinson Cavani. Anh xứ Wales, 2 giờ ngày 30 tháng 11, VTV3, VTV Cần Thơ. Trận đấu giữa đội tuyển Anh và xứ Wales hứa hẹn sẽ rất kịch tính và có ý nghĩa rất lớn quyết định số phận của bảng E. Đội tuyển Anh mang đến Qatar dàn ngôi sao đắt giá với tham vọng chiến thắng rất lớn. Tuy nhiên, họ không được phép chủ quan trước một xứ Wales có trong đội hình một Gareth Bale luôn biết cách bùng nổ đúng lúc. Roy Sabi, 22 giờ ngày 1 tháng 12, VTV2, VTV Cần Thơ. Hành quân tới Qatar lần này, Roy Sabi không còn những ngôi sao từng đưa họ bước lên vị trí á quân World Cup 2018 như Mario Mandzukic, Ivan Rakitic hay Ante Rebic. Tuy nhiên, họ vẫn còn đó Dejan Lovren, Domagoj Vlahović, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric và đặc biệt là Luka Modric. Với đội hình này, Roy Sabi chắc chắn sẽ vẫn là thách thức không nhỏ đối với thế hệ già của đội tuyển Mỹ trong trận cầu có ý nghĩa quyết định của bảng F. Nhận định bảng F World Cup 2022, áp lực của thế hệ vàng Mỹ được đánh giá trội hơn ở bảng F World Cup 2022, nhưng thế hệ vàng của bóng đá Mỹ cũng đối mặt nhiều hoài nghi khi phần đông đã lớn tuổi. Bảng đầu thứ hai ở World Cup 2022 không có đội nào từng vô địch thế giới, nhưng độ khó cao và chất lượng các đội cũng được đánh giá cao hơn so với bảng A. Croatia từng vào chung kết năm 2018, trong khi Mỹ nổi bật nhờ thế hệ vàng. Maroc lần thứ hai liên tiếp vào vòng chung kết, trong khi Canada đầy thú vị khi trở lại ngày hội thế giới kể từ giải đấu 1986. Mỹ và Croatia được đánh giá có khả năng cao lấy vé vòng 1/8, tuy nhiên, hai đối thủ còn lại hứa hẹn là những ẩn số thú vị. Thế hệ vàng của Mỹ, khi Roberto Martinez lên dẫn đội tuyển Mỹ năm 2016, ông áp dụng lối đá 3-4-3 sau 6 năm. Lối chơi không thay đổi khi một số thủ lĩnh không còn nữa, như Vincent Kompany hay Thomas Vermeulen, người hiện đang làm trợ lý cho đội. Trong 6 trận gần nhất, Mỹ thua 2 và đều diễn ra trước hàng xóm Hà Lan. Kết quả này nói lên rằng thế hệ vàng của họ đang bước vào giai đoạn hoàng hôn. Không phải tất cả, nhưng hàng thủ và một số vị trí khác không còn là chính mình. Ở tuổi 35, trung vệ Jan Vertonghen về quê nhà chơi bóng sau khi rời Tottenham và Benfica. Đối tác của anh, Toby Alderweireld, 33 tuổi, trở lại đất nước sau thời gian thi đấu tại Qatar. Bộ đôi ấy không còn năng lượng và độ dẻo dai như khi tại World Cup 2018, thời điểm họ là những ngôi sao kiếm tiền ở Premier League. Trên hàng tiền vệ, sau khi gia nhập Atletico, Axel Witsel không còn duy trì phong độ cao như trước và cũng thiếu sự ổn định. Eden Hazard đến Qatar với tư cách cầu thủ dự bị ở Real Madrid trong nhiều năm qua. Trong 17 trận gần nhất cho Bỉ, với 12 lần mang băng đội trưởng,
anh chỉ ghi một bàn. Cảm giác bóng của Hazard không còn như ngày khoác áo Chelsea và chậm chạp bởi thừa cân. Kevin De Bruyne là thành viên duy nhất của thế hệ vàng vẫn duy trì phong độ cao và tư duy xuất sắc. Nhưng sau các trận đấu liên tục với Man City, liệu anh còn đủ thể lực gánh vác Bỉ hay không đang là dấu hỏi lớn. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Bỉ, Romelu Lukaku, bước vào World Cup sau thời gian dài chấn thương. Anh mới chỉ tham gia 5 trận với Inter mùa này và ghi 2 bàn. Đối thủ lớn nhất của Bỉ trong cuộc chiến bảng F là Croatia, đội đến Qatar với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp. Croatia đã thay đổi khá nhiều so với mùa hè nước Nga với một loạt gương mặt mới. Dù vậy, đội hình vẫn còn nhiều thành viên vào chung kết World Cup 2018 do Luka Modric dẫn dắt. Maroc, với Oprah Hakimi hay Hakim Ziyech có chất lượng bóng đá được đánh giá cao. Bên cạnh đó, Canada với những ngôi sao trẻ Alphonso David và Jonathan David đầy mơ mộng làm nên bất ngờ. Ngôi sao, Luka Modric. Ở tuổi 37, Luka Modric vẫn là ngôi sao được chờ đợi nhất tại bảng F với những màn trình diễn vượt thời gian. Từ Real Madrid đến Croatia, không thể nghi ngờ về tầm quan trọng của Modric, một ông chủ khu vực giữa sân với tư duy bóng đá xuất sắc. De Bruyne là một ngôi sao lớn, nhưng anh trình diễn phong độ khác nhau giữa Man City với Bỉ. Điều này một phần đến từ sự khác biệt về chiến thuật. Sự ổn định là điểm Modric hơn De Bruyne, ngay cả khi anh thực hiện ít đường truyền thành bàn hơn. Những điểm quan trọng là khâu tổ chức và triển khai bóng, phát động tấn công cũng như vai trò chuyển trạng thái. Khi cần Luka cũng có những đường kiến tạo mà không phải ai cũng làm được. Bạn luôn thấy Modric làm việc chăm chỉ và chạy liên tục trên sân như bất kỳ chàng trai trẻ nào. Bộ óc Modric xử lý tình huống cực kỳ nhanh. Anh không ngừng mang đến sự kinh ngạc cho đối phương cũng như người hâm mộ. Trong kỳ World Cup cuối cùng, Modric muốn viết câu chuyện kỳ diệu khác giống như khi anh làm tại Nga. World Cup khai hội mùa đông qua tài liệu sẽ hóa trọng dễ dàng. Trước khi xem những siêu sao như Messi, Lewandowski, Ronaldo tranh tài thì cả thế giới sẽ xem đội tuyển nước chủ nhà Qatar thi đấu trận mở màn FIFA World Cup 2022 gặp tuyển Ecuador trên sân vận động An Bay vào lúc 23 giờ giờ Việt Nam. Sau 12 năm đợi chờ và lần đầu tiên được lọt vào vòng chung kết World Cup với suất dành cho nước chủ nhà, Qatar có thể đương đầu với áp lực kỳ vọng lớn lao tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Liệu Akram Afif và đồng đội có giành chiến thắng kèm 3 điểm lịch sử đầu tiên tại World Cup cho đội tuyển Qatar? Đương kim vô địch châu Á, Qatar là quốc gia Ả Rập ở vùng Trung Đông đầu tiên giành được quyền đăng cai tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội tuyển quốc gia do huấn luyện viên người Tây Ban Nha Felix Sanchez dẫn dắt cũng là nhà đương kim vô địch châu Á, vô địch ASEAN Cup 2019 trên sân nhà, hiện được xếp hạng 50 thế giới. Cần nhắc lại trong hành trình nâng cao chiếc cúp châu Á, danh hiệu bóng đá lớn đầu tiên của đất nước nhỏ bé này. Maroochy để thủng lưới một bàn và đánh bại đội bóng hùng mạnh từng 4 lần vô địch châu lục là Nhật Bản 3-1 trong trận chung kết. Để chuẩn bị cực lực cho màn trình diễn tại World Cup trong vai trò là đội chủ nhà, ông Sanchez đã đưa các tuyển thủ Qatar tham gia một số giải đấu khác nhau kể cả là khách mời của Copa America. Năm ngoái, Qatar đã đánh bại Ai Cập trên chấm luân lưu để về hạng 3 tại cúp Ả Rập do FIFA tổ chức tại thủ đô Doha. Maroochy, biệt danh của tuyển Qatar, có nghĩa là màu hạt dễ vốn là màu quốc kỳ, cũng như trang phục thi đấu của đội tuyển. Không chỉ hy vọng có trận ra mắt World Cup đầu tiên trong lịch sử mà còn không giấu tham vọng lớn hơn là sẽ vượt qua vòng bảng. Đó là nơi họ sẽ đối đầu với tuyển Ecuador, hạng 44 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, Senegal hạng 18 và Hà Lan hạng 8 ở bảng A, chờ Akram Afif trổ tài. Đội hình Qatar đến với World Cup 2022 hết sức đặc biệt bởi chỉ bao gồm các cầu thủ được chọn từ giải đấu trong nước, Qatar Talit. Ngôi sao đáng chú ý nhất của đội là cầu thủ chạy cánh trái lắc léo Akram Afif. Tuyển thủ 25 tuổi này là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2019, với một bàn thắng và 10 đường kiến tạo giúp Qatar đăng quang châu lục. Afif trước đây từng đến câu lạc bộ Villarreal ở La Liga và cũng đã thi đấu cho KS Eupen ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Anh trai của Afif, Ali, cũng nằm trong thành phần của tuyển Qatar. Trong khi đó, Anghedos, tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ trong nước Ansat, được kỳ vọng sẽ ghi bàn thắng tại World Cup. Không thể không nhắc đến cầu thủ kỳ cựu giữ kỷ lục khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất của Qatar và cũng là đội trưởng Hassan Anghedos, người sẽ bước sang tuổi 32 trước trận chung kết World Cup vào ngày 18 tháng 12 tới. Đây có thể là kỳ tham dự vòng chung kết World Cup đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của Hassan. Nhìn chung cơ hội tiến xa của chủ nhà Qatar là có thể. Họ là một tập thể gắn kết, chuẩn bị kỹ càng dưới bàn tay huấn luyện của một huấn luyện viên quen thuộc. Các cầu thủ có kinh nghiệm trau trèn qua các giải đấu và từng trải nghiệm vô địch châu Á. Lợi thế sân nhà và ở một bảng đấu nhẹ nhàng hơn so với các đội châu Á khác sẽ là cơ hội ngàn năm có một cho Qatar lọt vào vòng hai. Huấn luyện viên Felix Sanchez, 46 tuổi, cựu huấn luyện viên đội trẻ Barcelona, từ năm 2013 là người đã dẫn dắt Maroon qua nhiều cấp độ tuyển U19, U20, U23 và nắm tuyển quốc gia Qatar từ tháng 7 năm 2017 đến nay. Theo thống kê từ nhật báo địa phương Kumtham, tổng cộng Sanchez đã có 140 trận làm huấn luyện viên cho các đội tuyển Qatar với kết quả thắng 67 trận, hòa 28 và thua 45, tỷ lệ thắng 47,9%. Tôi rất tự hào khi làm huấn luyện viên trưởng tuyển Qatar vì huấn luyện viên ưa thích sơ đồ chiến thuật 5-3-2 này nói.